Chào anh em, đây là cái đợt lăng xê tôi vừa mới làm. Vừa rồi thì hết lăng xê cũng được khoảng chắc là khoảng tầm nửa tháng rồi đấy. Tôi không nhớ rõ lắm. Ở đây lần này tôi làm được 39 chiếc. Nhưng mà cái lò xo nhỏ hơn mọi khi. Đấy, lò xo nhỏ hơn mọi khi, và lò xo này trước khi tôi làm cái gì tôi bán cho anh em tôi đã đều có test thử rồi. Nhỏ hơn nhưng mà công hiệu thì công dụng thì khả năng là tôi nghĩ là hơn cái lò xo to đấy. Ok, tất cả đây có 39 cái thì sau clip này thì tôi sẽ gọi điện cho tất cả những anh em. Hôm trước đã đặt hàng của tôi sau cái đợt là tôi chuyển hết chỗ này. Tôi sẽ có một cái chương trình. Tôi đang nghĩ ra một cái chương trình gì đấy để gọi là tri ân những cái anh em mà đã, thứ nhất là đã lấy đồ của tôi, thứ hai là xem cái kênh của tôi, theo dõi kênh của tôi. Tri ân cái gì thì tôi đang nghĩ, chắc chắn là anh em sẽ có lợi thôi. Sau khi chuyển hết 39 bộ lăng xê này thì tôi sẽ nghĩ ra một cái biện pháp gì đấy. Tôi sẽ đang nôm na là tôi cũng đang nghiên cứu để làm sao để tri ân các anh em mà đã trong đợt sắp tới, các anh em mà lấy trước rồi thì cũng thông cảm cho, hoặc là nếu mà lấy rồi thì lấy sau thì cũng có thể đợt để đợt sau vậy, nhưng mà chắc là ok là tất cả có 39 bộ thôi, cũng không loằng ngoằng nhiều đấy. Khi tôi gửi xong cái chỗ chỗ này thì chắc chắn là tôi sẽ làm một cái video để làm có một cái biện pháp gì đấy để lôm ra là tri ân những anh em mà đã lấy đồ của tôi, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những anh em lấy đồ thì thường tất cả những anh em lấy đều theo dõi kênh của tôi rất chi là lâu rồi. Ok, đây bộ lăng xê này. Đây, nó so nhỏ hơn mọi khi. Đây, cái bộ này là bộ chưa móc ấy, chưa 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 móc xốp này. Linh khóa vẫn như mọi khi thôi, vẫn đủ cả. Đây. Ok anh em.